Thưa quý vị, câu chuyện điểm tuần hôm nay sẽ là những câu chuyện về nước và vật dụng đựng nước. Dự báo từ giữa tuần là mực nước sông Đà xuống rất thấp phía hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình và nguy cơ có thể phải tạm ngừng cấp nước. Đây có thể chỉ là một tin vắn nhỏ trong các bản tin thời sự, nhưng lại có khả năng tác động đến đời sống của phần lớn người dân ở thủ đô, nhất là sau một tuần người Hà Nội bị bủa vây bởi rác. Vậy là nước sông Đà năm nào cũng như trêu ngươi người dân Hà Nội, mà đúng hơn là trêu ngươi cái đường ống. Sau hơn 20 lần vỡ thì do gì, mùa hè này đường ống nước sông Đà có khả năng không có nhiều nước để mà vỡ lần thứ 21. Với người dân phía Tây của thủ đô Hà Nội thì hãy chuẩn bị sẵn sàng cả tâm lý và xô chậu cho một mùa hè khô hạn, thiếu nước. Thiếu mà sạch còn hơn thừa mà bẩn, người dân một khu đô thị tại Hà Nội phát hiện ra rằng nước sinh hoạt hàng ngày để nấu ăn, tắm gội bỗng có dấu hiệu bất thường. Thịt lợn tươi được rửa cẩn thận trước khi cho vào luộc chín, nhưng trải qua 30 phút đun sôi, thịt lợn vẫn hồng như thịt sống. Đây là cách mà cư dân khu chung cư này tiến hành để thử nghiệm lượng amoni ở trong nước sinh hoạt. Thịt lợn tươi và sạch được rửa cẩn thận trước khi cho vào luộc chín, nhưng đã 30 phút trôi qua, thịt vẫn còn giữ lại màu tươi như thịt sống. Đây là cách mà người dân tự kiểm tra trong nước sinh hoạt của mình có bị nhiễm amoni hay không. Lượng amoni thì nó cao quá thì là nhiều hôm mình lọc là mình luộc bằng cái nước lọc rồi mà vẫn bị. Mình vẫn phải sử dụng thôi vì chưa có cái phương án khắc phục cả. Hiện tại nước sinh hoạt khu đô thị này do công ty nước sạch Hà Đông cung cấp. Bản thân lãnh đạo nhà máy cũng thừa nhận vì nguồn đầu vào là nước ngầm nên hàm lượng amoni vượt ngưỡng là không tránh khỏi và doanh nghiệp cũng đang nỗ lực để khắc phục điều này. Tuy nhiên nước vẫn không hết bẩn. Và lúc này, người dân tiếp tục đặt ra nghi vấn, bởi đầu nguồn đã sạch mà nước vẫn bẩn, thì ắt là do bể chứa nước đặt trong khu đô thị, bởi đây là nơi trung chuyển nước từ nhà máy về đến từng hộ gia đình. Nhìn giữa cái thang ở dưới mực nước và trên mực nước, đó là hai màu nó hoàn toàn khác nhau. Ở dưới mực thang nó màu vàng và anh không thể nhìn được xuống đến cái đáy của nó. Nó như màu xăng ấy. Nếu mà bà con mà ở trên kia mà nhìn xuống dưới bể như thế này, khả năng còn không dám ăn, không dám sinh hoạt. Thứ nước trông bằng mắt thường ở bể vốn bẩn là vậy, nhưng lên đến vòi thì chẳng còn nhận ra. Không màu, cũng chẳng mùi. Lẽ vậy, mức độ nguy hiểm càng cao hơn. Ngược lại hoàn toàn với người dân thủ đô, thì người dân thành phố Hồ Chí Minh lại được thành phố rất quan tâm chăm lo đến nguồn nước sinh hoạt. Vào năm 2014 thì người ta đặt câu hỏi là bao giờ 100% người dân của thành phố Hồ Chí Minh được cấp nước sạch? Và một nghịch lý là vài năm sau, ngành cấp nước thành phố lại phải đau đầu đi tìm giải pháp cho hơn 112.000 đồng hồ nước được lắp đặt mới mà lại chưa từng được sử dụng. Và năm nay thì con số đồng hồ nước có số hóa đơn bằng 0 chẳng những không giảm mà lại còn tăng lên. Tại sao lại như vậy? Máy bơm nước ngầm đặt ngay trong nhà. Bồn rửa có đến 2 vòi nước, một vòi nước giếng ngầm, một nước máy. Và tất nhiên, nước giếng ngầm thì dùng thường xuyên hơn. Đó là hình ảnh không mấy xa lạ ở các gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại nước giếng nó không có tốn tiền, chỉ lệ thuộc điện có chút xíu và ít tiền hơn. Còn nước máy phải tốn tiền nhiều. Hiện nay chúng tôi bắt đầu sử dụng tới nguồn vốn thương mại. Chúng tôi phải vay thương mại với cái lãi suất cũng khá cao. Cái vấn đề mà số khách hàng không sử dụng nước thì đưa đến là ảnh hưởng đến cái chính sách của thành phố và ảnh hưởng đến cái khả năng chúng tôi huy động lực lượng để chúng tôi phát triển. Doanh nghiệp giảm giá cho những hộ dân thuộc khu vực ít sử dụng nước sạch, tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền. Nhưng con số đồng hồ lắp mà không dùng cứ tăng lên từng ngày. Ngành cấp nước vẫn phải thực hiện nhiệm vụ cấp nước sạch, còn người dân không sử dụng hoặc sử dụng ít lại là nhu cầu tiêu dùng khó bỏ. Việc khai thác quá mức các tầng nước ngầm khiến cho lượng nước ngầm giảm đột ngột, tạo thành các phễu nước, khiến cho mặt đất dần dần bị hạ thấp xuống. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có biện pháp để quản lý kịp thời thì lún mặt đất kết hợp với sự dâng cao của mực nước biển sẽ tạo ra một áp lực rất lớn đến việc thoát nước và chống ngập của thành phố. Và thành phố Hồ Chí Minh rất có thể sẽ là đô thị ngập không lối thoát. Hiện tại thì hầu hết các dự án chống ngập của thành phố từ vài tỷ đồng cho đến vài chục nghìn tỷ đồng đều đang dừng hoạt động hoặc là án binh bất động trong việc chờ vốn. Và trong phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố hôm thứ Sáu vừa qua thì đã có một giải pháp được đưa ra. Đó là cấp cho mỗi nhà một cái lu nước. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân đã đề xuất nên trang bị lu cho người dân để chống ngập. Và giả như đề xuất này được triển khai thì mỗi nhà có một cái lu thì cả thành phố đông dân nhất cả nước này sẽ có khoảng 2 triệu cái lu. Mỗi nhà một bể nước thì thành phố cũng có đến 2 triệu bể nước. Một thành phố triệu lu ấy có thể giải quyết được bài toán về ngập lụt hay không?
Câu hỏi chưa có lời giải, nhưng mà tiến sĩ Xuân đã kịp nhận về cho mình khá nhiều là lu gạch đá từ cộng đồng mạng. Khi phát biểu, tôi nêu rõ trong điều kiện ngân sách thành phố còn eo hẹp mà phải xử lý nhiều vấn đề quan trọng, thay vì xây một hồ chứa nước lớn tốn nhiều tiền, chúng ta có thể trang bị cho người dân khu vực ngập do nước mưa gây ra mỗi nhà 1-2 cái lu mang tính mỹ thuật như một giải pháp tạm thời. Đề xuất lu nước này cũng đã được các chuyên gia JICA đến từ Nhật Bản nêu ra trong chương trình lắng nghe trao đổi về chống ngập vừa qua, chứ không phải tự tôi suy diễn ra. Nước mưa trữ trong bể có thể dùng để tưới cây, rửa xe, thay nước máy. Không chỉ Nhật Bản mà nhiều nước khác cũng dùng giải pháp này để chống ngập. Đây được coi là giải pháp mềm trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Vậy là lu nước đã có thêm một vai trò vô cùng quan trọng nếu đề xuất này được triển khai. Cộng đồng mạng có vẻ có phần hơi vội vàng khi mà chỉ trích trong trường hợp của tiến sĩ Xuân. Việc tiến sĩ Xuân đưa ra giải pháp mềm như vậy là rất đáng hoan nghênh, bởi cho thấy bà là một người có trách nhiệm với cử tri, với người dân thành phố. Cùng góp ý kiến để mong muốn cải thiện được vấn nạn ngập lụt vốn là nỗi thống khổ của người dân thành phố Hồ Chí Minh suốt hơn 10 năm qua. Đề xuất này có khả thi hay không thì chưa thực hiện, làm sao mà đánh giá được để rồi chỉ trích người đề xuất ý tưởng. Thử lấy ngay một ví dụ, trước nay có ai mà nghĩ được rằng dòng sông Tô Lịch của Hà Nội bỗng một ngày lại trở nên trong xanh và nên thơ đến lạ lùng. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội mở một cửa xả trên Hồ Tây để giảm ngập cho Hồ Tây. Hàng triệu mét khối nước từ Hồ Tây đã chảy vào sông Tô Lịch, biến đổi dòng sông này từ một cái dòng sông chết, đen xì, bốc mùi hôi thối nồng nặc, thì đến nay quý vị có thể thấy là đã trở nên trong xanh, có dòng chảy. Thậm chí là xa xa phía bên kia quý vị có thể thấy là có một người đàn ông vẫn còn đang đứng câu cá nữa. Còn để có thể thấy rõ hơn là cái chất lượng nước có được cải thiện hay không từ khi mà dẫn cái nguồn nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch, thì chúng tôi quyết định là sẽ thử lấy cái mẫu nước ở dưới sông vào cái thời điểm này. Đây là mẫu nước mà tôi vừa lấy ở dưới sông lên, và bây giờ thì tôi sẽ sử dụng cái bút thử nước này. Cái bút này có thể đo được tổng chất rắn hòa tan ở trong nước là bao nhiêu. Và ở đây như quý vị có thể thấy là hiển thị ở trên màn hình của bút này là tổng chất rắn hòa tan ở trong nước là 180 ppm. Tức là cái con số này nếu mà so với cái thời điểm khoảng độ tầm nửa tháng trước, khi mà chúng tôi thử nghiệm với cái nước chưa qua xử lý và cái nước đã qua xử lý bằng công nghệ của Nhật Bản, thì thậm chí là đến cái thời điểm hiện tại thì cái tổng chất rắn hòa tan trong nước còn thấp hơn cái thời điểm mà chúng tôi đã kiểm tra trước đây. Vâng, các giải pháp mềm, cứng, hiện đại hay là truyền thống như là lu nước hay là công nghệ Nhật Bản, xét cho cùng cũng chỉ là giải pháp mang tính tình thế. Nếu mà người dân cứ sử dụng nước ngầm vì cái lợi trước mắt, hay là vẫn giữ thói quen xả rác bẩn xuống dòng sông Tô Lịch, thì mọi giải pháp đều không có lối thoát. Và may mắn thay là bản thân tự nhiên cũng có sẵn những giải pháp nước sạch mà chúng ta không hề ngờ đến. Ở sâu dưới đại dương có một bể nước ngọt có thể tích bằng 1 tỷ bể bơi sân vận động Olympics. Khám phá này vừa được phát hiện ra cách đây không lâu. Theo CNN thì nhiều ngàn năm trước, sông băng phủ một phần lớn diện tích bề mặt trái đất, nước biển rút xuống sau đó khi mà nhiệt độ thấp đã khiến cho nước đóng băng thành từng tảng băng khổng lồ. Nhưng mà khi kỷ băng hà qua đi, băng tan thì những dòng sông cuồn cuộn nước chảy ồ ạt trên bề mặt trái đất thì nước biển lại dâng lên, từ đó mà nước ngọt bị kẹt dưới những lớp trầm tích và vùi trong làn sóng đại dương. Thập niên 70 khi mà tiến hành khoan dầu ngoài đại dương thì người ta đã phát hiện ra những túi nước ngọt lớn. Hóa ra là dưới làn nước mặn chát thì có một lượng nước ngọt khổng lồ đang chờ chúng ta nếm thử. Và nếu mà chúng ta chưa kịp khai thác túi nước bằng 1 tỷ bể bơi Olympics, thì tạm thời hãy đếm đúng bằng ngần ấy chú hàu, bởi vì nhờ chúng, nước bẩn có thể trở thành nước sạch. Những con hàu được xem là máy lọc nước tự nhiên đang từng ngày khôi phục môi trường và hệ sinh thái biển tại New York, Mỹ. Một buổi thực hành của học sinh trường New York Harbor. Nhiệm vụ của các em là sử dụng vỏ hàu để xây dựng lớp đê dưới nước làm nơi cư trú cho hàu con. Trước khi được cấy vào lớp đê sinh học này, hàu con được nuôi trong phòng thí nghiệm đến khi đạt kích cỡ phù hợp. Đây là một phần của dự án 1 tỷ con hàu được triển khai từ năm 2014 nhằm phục hồi hệ sinh thái biển tại New York. Một trong những tác dụng của hàu là lọc nước. Ngoài ra, việc khôi phục các dạng hàu còn tạo ra môi trường cư ngụ tự nhiên cho các sinh vật biển khác. Một nhóm học sinh khác của trường New York Harbor hôm nay đến lịch kiểm tra định kỳ số hàu đã thả cách đây 2 năm. Phần lớn đều sinh trưởng tốt và thu hút được các sinh vật khác đến cư ngụ như cua và cá. Để đạt được mục tiêu 1 tỷ con hàu và phục hồi hoàn toàn môi trường biển vào năm 2050,
sẽ còn cả một chặng đường dài phía trước, nhưng nếu thực hiện được thì sẽ đem lại lợi ích to lớn về môi trường. Theo nghiên cứu thì mỗi con hàu có thể lọc được tầm 190 lít nước mỗi ngày. Thưa quý vị, tự nhiên thì có những bí mật và những cơ chế đặc biệt để tự đưa ra những giải pháp cho chính mình. Nhưng mà những bí mật đó chỉ là hữu hạn. Còn giải pháp của con người, dù mềm hay cứng thì đều chỉ giải quyết chính điều mà con người tự gây nên. 70% cơ thể con người là nước. Liệu con số vẫn xuất hiện trên quảng cáo đó có đủ gây chú ý cho mỗi người hay không? Khi mà thói quen, lợi ích, hành vi của chính chúng ta rồi cũng sẽ quay trở lại vào chính cơ thể của chúng ta.